Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sử của tác giả Kinh Cức Chi Ca Bản quyền truyện chữ thuộc Hoa Ca Thực hiện trên Youtube MC Nguyễn Thành Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với chương 13 Hy sinh Nghe thế thì có vẻ cậu nhớ lại vài chuyện khi trước với Hồng Hồng rồi Vợ nghe hỏi vậy Vẻ quả quyết trên mặt Tô Vong Xuyên hơi chứng lại Một lát sau Hắn mới lên tiếng Tôi chỉ mới nhớ được một ít Còn về việc tại sao lại chia tay Hay nó đã nhập thể thế nào Thì vẫn không hay biết Tôi chỉ nhớ Nhớ được tình cảm giữa mình và Hồng Hồng Hắn khẽ cười có vẻ tự diễu Nói ra e rằng không ai dám tin Thời gian thơ ấu quan trọng nhất đời mình Toàn bộ đều là bóng dáng nó Hắn như mình đã chạy nhảy trên khe núi đó thế nào Ngậm lấy một chùm nho dại màu tím thẫm ra sao Rồi lại dùng dùng cây đuôi lông xù Đưa chùm nho đó cho đứa trẻ đang cười chảy nước miếng bên cạnh ra sao Thậm chí còn nhớ việc mình đã cẩn thận chọn lựa Một hốc cây làm hang ổ Nhờ những thứ này chưa không nên là trí nhớ của hắn Nhưng trong lúc suy nghĩ rối loạn Hắn lại nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của Hà Thanh Thế đấy Đến giờ cậu còn cho là Hồng Hồng Đang nhập vào người mình Sợ kéo nó ra Sẽ làm tổn thương tới nó Nên mới cố gắng chạy trốn đấy hả Chẳng lẽ lại không đúng Tôi vòng xuyên theo phản xạ hỏi ngược lại Khi mới tiếp xúc với chị Tôi đã cảm thấy rất sợ nhưng cảm xúc đó không nên là của tôi tôi là người không thể có chuyện sợ chị được nên chỉ có thể là hồng hồng nó là động vật động vật gặp được thiên địch đều có bản năng nó sợ chị như vậy năng lực của chị chắc chắn rất có sức uy hiếp với nó Hà Thanh suy luận tốt đấy nhưng này anh bạn Hà Thanh đến chăm chăm vào mắt hắn cô nín cười đây không phải phá án đâu hơn nữa chỉ suy luận thôi thì chẳng có ích lợi gì hết nhưng hình như suy luận này cũng có lý mà bên cạnh vu đan đan yếu ớt lên tiếng Đến cả lục thiệu đàn cũng gật nhẹ đầu thông cảm cho tâm lý muốn bảo vệ một con hồ ly của tô vong xuyên cậu nhìn đi vu đan đan bẻ ngón tay Hồ yêu nhập vào người cậu ta Ban đầu không muốn cậu ta phát hiện Nên Tô Vong Xuyên Mới không có chi nhớ về Hồng Hồng Rồi sau này cậu ta trưởng thành Thì cậu đã nói đấy Hồ Ly cũng trưởng thành Nên năng lực dụ dỗ sẽ tự động tỏa ra Đây cũng là nguyên nhân khi đó Tô Vong Xuyên đã thu hút cô học trò đầu tiên Còn về cậu con trai Theo lý là việc không nên xảy ra Nhưng vừa rồi chẳng phải chính cậu đã nói rồi đấy hả năng lực này sẽ đạt đến đỉnh khi trưởng thành trùng hợp ngay hôm đó tô vong xuyên thu hút cậu học trò kia cũng là ngày sinh nhật hai việc này chắc chắn có liên quan mà bây giờ tô vong xuyên gặp cậu cậu lại có năng lực mạnh như vậy hồng hồng là yêu tinh nên chắc chắn phải cảm nhận được rồi nên nó mới sợ hãi như thế và thấy chuyện có nguy cơ bại lộ đã lập tức thúc giục Tô Vong Xuyên chạy trốn Nói rành mạch tới đây Vô Đan Đan cẩn thận chuốt lại sự việc trong đầu Cuối cùng xác nhận Chính thế Không sai gì hết Liền khoát tay bảo Tớ thấy Tô Vong Xuyên yêu hồng hồng thật đó Không chừng là tự cậu ta Muốn chạy trốn Chứ không phải do ảnh hưởng của con hồ lý tinh Tô Vong Xuyên bực mình trừng mắt Lạnh giọng nói Hồng Hồng không hề quấy nhiễu suy nghĩ của em Em vẫn luôn rất tỉnh táo Còn nữa Đừng có gọi nó là hồ ly tinh Tỉnh táo cái đầu ấy Triệu chân Đạt cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ bạn gái mình Tuy bình thường trông vô đan đan Không đáng tin lắm Xong vào lúc mấu chốt Lại nói ra được những lời rất có lý Cậu ta trợn mắt trường tô vong xuyên Tao thấy mày Bị no mê hoặc rồi Từ xưa tên này Người yêu khác biệt Bị một con yêu nhập vào người Dù bây giờ không có cảm giác Nhưng sau này Làm gì có chuyện Không gây ảnh hưởng tới cơ thể được chứ Huống hồ hổ. Không nói sau này Mà cả hiện tại Đã có một mớ tai hại rồi Mày nhìn đi Vừa có thể tốt nghiệp đại học đàng hoàng Quen một cô bạn gái xinh đẹp Thế mà giờ thì sao Liên tục dính tiếng quyến rũ người ta Có thể sẽ bị nhà trường đuổi học Bây giờ thậm chí Không dám nhìn vào mắt người khác giới Mà còn định làm người mù Định bỏ học Thì vào đại học khó khăn thế nào Chẳng lẽ mày quên rồi à Chiều chân Đạc thực sự Thấy tiếc cho bạn Hắn tận tình khuyên nhủ Vong xuyên Cho dù hồng hồng tốt hơn nữa Lại là người thân máu mù Thì ít nhất cũng nên để nó rời khỏi người mình đi chứ Cứ nhập thể hoài như vậy Ảnh hưởng sẽ không nhỏ đâu cho dù nó muốn độ kiếp Hay muốn tránh thù hận gì kia Mà không thể Không nhập thể Thì cứ nói ra A à Thanh sẽ lo tuốt đuốt hết mà Hà Thanh Cảm ơn cậu Đánh giá cao tôi giữ vậy nha Ngó mấy người đang vẻ mặt bối rối Hà Thanh hỏi nhỏ Ý nghĩa của mọi người Đều rất hay Tuy vậy không ai nghe tôi nói một câu sao Lời tôi nói mới là đúng mà Nghe vậy Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Hà Thanh Hà Thanh thở dài à, Mọi người nói tới nói lui Chỉ mò đúng mỗi một điểm thôi Đó là ánh mắt có sức quyến rũ người khác của Tô Vong Xuyên đây Đúng là mắt của Hồ Yêu Trong ánh mắt không tin của Vô Đan Đan Hà Thanh nói tiếp Như Vô Đan Đan mới nói đấy Ban đầu năng lực của nó rất yếu Tạm thời chưa bị ai phát hiện Nhưng về sau Khi cậu làm gia sư lần đầu tiên Năng lực bộc phát Có lẽ vì khi đó Đã gần đến ngày trưởng thành Nên mới bất ngờ không kiểm soát được Rồi đến cậu học trò thứ hai Lần này là cậu ta xui xẻo Ai bảo hôm đó Đúng vào ngày cậu trưởng thành À Không phải ngày trưởng thành trên thẻ căn cước ghi Mà là trưởng thành Khi đầy 20 tuổi Khi đó năng lực của cậu đang đạt đỉnh, không phân trai gái, miễn có chạm mắt nhau, e đều bị cậu câu mất hồn. Còn về cô học sinh thứ ba, nói tới đây, Hà Thanh tặng hắn mấy hơi. Theo tôi đoán, có thể do lúc ấy căng thẳng quá, lại cứ gồng mình nghĩ không thể để xảy ra chuyện, nên mới không khống chế được mắt mình, bất cần dụ dỗ thêm người nữa. Dù vậy. Cô nhìn Tô Vong Xuyên an ủi Chắc cậu cũng phát hiện rồi đúng không Năng lực này không tồn tại vĩnh cửu Việc này thì đúng Tô Vong Xuyên gật đầu Phải Đơn cử là hai cô cậu học sinh Đã dạy kèm khi trước Sau khi làm loạn ẩm ý chừng nửa tháng Thì không còn cảm giác gì với tôi nữa Hà Thanh gật gù tổng kết Mà người nói tới nói lui Thật ra chỉ có suy luận này Là đáng tin nhất còn về việc hồ yêu nhập thể Cô đánh giá trên dưới Tô Vong Xuyên Khiến thần kinh vốn đã căng chặt của hắn Lại càng siết căng hơn Tô Vong Xuyên nhìn Hà Thanh Cố gồng sức khống chế Cho dù hồ yêu nhập thể Cũng do tôi cam tâm tình nguyện Chỉ không thể mặc kệ ý muốn Là tôi mà tổn thương nó được Không để ý ý muốn của cậu ấy hả Hà Thanh cười bâng quơ mười mấy năm trước Cậu không cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Hồng Phải mấy năm gần đây Mới liên tục xảy ra chuyện Mà nhận ra điều dị thường Nhưng phản ứng đấy mới thật sự Là những ý niệm sâu trong tiềm thức cậu Ở nơi cậu không nhận thấy Sâu bên trong nội tâm mình Thật ra đã dân muốn bản thân Cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Hồng Hoặc là Nhớ lại được sự hy sinh của nó Hết chương 13 Chương 14 Mệnh hồn Hà Thanh nhìn Tô Vong Xuyên Ánh mắt mềm hẳn đi Kể từ khi có năng lực đặc biệt thế này Trong thôn xóm nhỏ kia Cô chỉ toàn thấy những thứ ghê tởm đáng sợ Nhưng khi thời gian dần trôi qua Những thư tiếp xúc ngày một nhiều Đến tận hôm nay Hà Thanh mới dám chắc là Câu nhân chi sơ Tính bổn thiện nói đúng càng thấy nhiều tối tăm cô càng dễ bị ánh sáng làm cảm động bất kể là trường ăn hay những đứa con của lục minh hà cả cặp vợ chồng trong tiệm làm tóc nọ đến tận tô vong xuyên đang đứng trước nguy cơ sắp bị đuổi học này tất cả chỉ là những con người bình thường mà lại có niềm tin và cố chấp không như bình thường tất cả đều khiến hà thanh thêm sùng kính sức mạnh của lòng người đến lúc này trong vẻ mặt kiên quyết của Tô Vong Xuyên Hà Thanh Cung nói thẳng không giấu Cậu vẫn là chính mình Nhưng năm qua Hồng Hồng cũng chưa từng rời khỏi cậu Rồi giọng nói bỗng trở nên mông lung Ẩn chứa sức mạnh dụ dỗ Nhẹ nhàng lượn lờ trong không gian Trong căn phòng nho nhỏ Những người đứng xem như nhóm vô đan đan Đều không khống chế được tâm thần Đang rung động Nhắm mắt lại tự nhìn vào chính mình xem trong lúc mơ màng thế mà tô vong xuyên vẫn còn dư sức để suy nghĩ nhắm mắt rồi làm sao mà tự nhìn chính mình được chứ nhưng chỉ trong nháy mắt kế tiếp hắn đã cảm nhận được hình như cơ thể mình có điều gì không đúng lắm đợi khi hà thanh dứt tiếng hắn mở rộng hai mắt ra cẩn thận quan sát hai chân hai tay mình đâu có gì không đúng đâu nhỉ nếu khi nhìn thấy ánh mắt của đám triệu chấn đạc đối diện Ánh mắt trầm trồ không dám tin Và phần nào trầm tư ấy Lại khiến hắn sinh linh cảm không ổn Do dự một hồi Hắn men ánh mắt mọi người Nhìn ra đằng sau Lại thấy Từ cuối phần xương cột của mình bỗng xuất hiện Một cái đuôi lông xù đỏ rực như lửa Tô vong xuyên Hắn lập tức Quay ngoắt đầu lại nhanh đến nỗi Người bên cạnh như nghe được cả tiếng rắc rắc Từ xương cổ phát ra Tôi vòng xuyên nhìn Hà Thanh Với ánh mắt phức tạp Không phân rõ được là ngạc nhiên hay khiếp hãi Vì dù vừa rồi Đã có suy đoán này Nhưng vẫn chưa thấy tận mắt Cô sốc ấy không thể so bằng hiện tại Sang mặt hắn tái nhợt, Gò má lại đỏ phừng phừng à, Hồng hồng nó Nhập thể vào người tôi thật rồi Đúng không? Nhưng chỉ chốc sau Đã lại băn khoăn Nhưng vừa rồi Không phải chị mới nói Suy đoán của mọi người đều không đúng sao Hạ Thanh lắc đầu Nếu nó nhập vào người cậu Vậy đã một hai chục năm trôi qua Làm gì có chuyện cơ thể không bị ảnh hưởng Được các cụ đã nói đấy Người yêu khác biệt Yêu hồn nhập vào người Không chỉ gây ảnh hưởng tới ánh mắt mà còn tới cả nguyên khí Và tình trạng cơ thể Con hồng hồng Nó chỉ trở thành Một phần của cậu Nó là mệnh hồn của cậu Hà Thanh vừa dứt lời Đồng tử mắt Tô Vong Xuyên Đã co rụt Nhe mắt biến thành mắt của hồng hồng Nó nhìn chừng chừng vào Hà Thanh Ánh mắt vừa phản kháng lại Vừa cầu xin Hà Thanh im lặng chốc lát Hiểu ý ánh mắt ấy Nhưng vẫn lắc đầu không được mày không nhận ra hả y muốn nhớ lại mày của cậu ta đang dần mạnh hơn chẳng mấy thì cũng có ngày mày không khống chế được còn chẳng bằng nói thật luôn bây giờ nếu không phải ý nghĩ trong tiềm thức quá mạnh mẽ tại sao đã mười mấy năm trôi qua mà vẫn thấy ánh mắt mày đã nhớ ngay lại được chứ dứt lời lại nhẹ giọng an ủi đừng lo không phải mày đã dùng cách khác để sống tiếp trên người cậu ta hả cậu ta sẽ chấp nhận thôi những đôi mắt như loài dã thú kia chỉ tỏa ra vẻ lo lắng hơn cả lẫn đôi chút xót xa nó giật giật khóe miệng gian nan phát ra mấy âm tiết từ miệng tô vong xuyên cậu ấy là đứa bé ngoan sẽ buồn lắm đừng đừng để cậu ấy nhớ tới tôi xóa sạch Xoa sạch trí nhớ của cậu ấy Tôi biết cậu ta Là đứa bé ngoan Hà Thanh nhìn Tô Vong Xuyên Rõ ràng không lớn hơn bao nhiêu Nhưng giờ gọi Tô Vong Xuyên Bằng từ đứa bé Lại không hề thấy có gì không ổn Ánh mắt Hà Thanh trở nên mềm mại hơn Nhưng cũng chính Vì là bé ngoan Thế nên mới không thể quên luôn mày được Mà lúc nào cũng muốn nhớ lại mày Mày đã từng xóa bỏ trí nhớ của cậu ta xoa thêm lần nữa chả lẽ không sợ sẽ gây tổn hại cho não bộ à hơn nữa nếu lần này cậu ta đã lang máng nhớ lại được thế lần sau vẫn có khả năng ấy hồng hồng mày làm bạn với cậu ta từ bé hẳn phải biết sức mạnh của lòng người ghê gớm thế nào chứ đôi mắt hồng hồng nhìn hà thanh chăm chú hồi lâu sau mới chấp nhận được là không còn cách nào tốt hơn thế là nó lại vây đuôi Chán trường lặn mất Đã khi Tô Vong Xuyên tỉnh táo lại Lập tức hắn dở tay ra đằng sau Từ cây đuôi lông sủ Đằng sau lưng theo bản năng Nếu ngay khoảnh khắc bàn tay chạm tới cây đuôi ấy Ông chỉ bắt được một khoảng trống không Cây đuôi đó không có thật thể Thư hắn thấy chỉ là ảnh ảo hóa ra Đây là hình chiếu của nó trên người cậu Hà Thanh giải thích Vì tuy nó đã có linh trí Nhưng vẫn còn khá bé nhỏ Nhưng hậu di chứng kiểu thế này Là khó tránh Tô Vong Xuyên im lặng một hồi Đột ngột hỏi Mệnh hồn là gì Mệnh hồn hả Đem bản hạ thanh như nhòe đi Mệnh hồn Là một hồn trong ba hồn bảy phách của cậu Trưởng quản sống chết Và thọ mệnh Nói xong Không đợi Tô Vong Xuyên kịp phản ứng là vườn ngón trò Điểm nhẹ lên giữa ấn đường hắn một đốm sáng trắng bông nhiên bùng nổ trước mắt tôi vong xuyên chỉ cảm thấy hồn vía rung lên toàn thân lùi mạnh về sau sông núi đất đai nhanh chóng vận chuyển đã khi mở mắt ra lại hắn đã trở thành đứa trẻ mới ba tuổi mà trước mắt là một con suối nông chiều rộng chưa tới một mét còn tồn tại sâu trong trí nhớ Nước suối tuy trong suốt Sau xét độ sâu Thì hãy chưa đủ ngập mu bàn tay Hắn ngẩn ngơ Nhìn cái bóng trong nước Đứa trẻ dưới đó Đúng là đứa bé thôn quê đen nhẹm Là hắn thật Chứ không phải là ai khác Mà kề ngay bên vai Chỉ là cái bóng của Hồng Hồng Cũng in dưới mặt nước như vậy Hồng Hồng Tôi vòng xuyên kích động Sốt sắng Chỉ muốn vươn tay Ôm nghỉ lấy con vật lông xù bên cạnh Đường hình ảnh soi bóng mặt nước Là chỉ có một mình đứa bé đen nhẹm kia Đang dùng tay vỗ vỗ mặt nước Kế đó Bị nước lạnh trong con suối văng lên Bắn hết mặt và đầu cổ Còn bật cười thích thú Thằng ngốc này Trong lòng hắn quính lên Định không chết cơ thể mình Dù chỉ di động được chút nào thôi Đã là tốt lắm Nhưng rồi hắn lại thất vọng nhận ra kẻ bóng đứa bé in dưới nước kia Vẫn tiếp tục ngồi nghịch nước vui vẻ Trong thất vọng Hắn mơ màng nhớ được là Hình như tối hôm đó Bố mẹ hắn đã tới đây đón mình về Hết chương 14 chương 15 Đêm hôm đó Sau gần một ngày cố gắng dãy rủa Tô Vong Xuyên chỉ đành thừa nhận rằng Mình chỉ có thể nhìn Chứ không thể khống chế được hành động của bản thân khi còn bé Nên dù đã bao năm Không thấy hồng hồng bên cạnh Thì nay hắn vẫn chỉ trơ mắt đứng nhìn Không thể chạm tới cơ thể xù lông của nó Để cây đuôi đầy lông kia Phép phải tơi lùi trước mặt mình Nòm hệt ngọn lửa đang phừng cháy Trong lòng hắn ngơ gian Như có cọng lông chim phớt qua Khó mà chịu đựng Nhưng nghĩ lại Hắn chỉ đành thả lòng mình dù không sợ tới cũng không sao chỉ cần nhìn thấy hồng hồng đã là rất tốt là hắn đã hài lòng chẳng qua từ dương hà thanh bên mình thành trạng thái thế này rốt cuộc là vì cái gì hắn chỉ nhớ rằng tôi hôm đó bố mẹ mình trên thành phố trở về còn khăng khăng mang cả hắn theo nhưng được rốt cuộc sân hắn về thế nào rồi việc đã chào tạm biệt hồng hồng ra sao thì lại không hề có ấn tượng Hình như là Đã có chuyện gì xảy ra Thế nên hai vợ chồng họ Mới suốt đêm chạy về như thế Rốt cuộc là đã có chuyện gì Tô Vong Xuyên lắc mạnh đầu Cố gắng nhớ lại sự việc trong đêm đó Nhưng bất kể nghĩ thế nào Cô không nhớ ra nổi Đến tận lúc này Hình như hắn đã hiểu ra Cảnh tượng khi còn bé hắn nhìn thấy lúc này Chỉ là chân tướng Hà Thanh Muốn cho hắn biết Tất cả những thứ có liên quan tới Hồng Hồng Nhưng nhìn đứa trẻ thích thú Ngồi chơi bên suối nước Tô Vong Xuyên vẫn không khống chế được mình Biêu môi chê bai Hoa ra hồi bé Nó no mình xấu dữ vậy hả May mà Hồng Hồng không chê Thời tiết đang nóng Bên con suối Chỉ có một người và một hồ ly Bà ngoại đã ra đồng làm việc Xung quanh không một bóng ai khi đó trẻ con thôn quê đều được nuôi thả, xung quanh lại không có thú giữ gì. nguồn nước duy nhất chính là dòng suối nhỏ, độ sâu cơ bàn tay này đây. đừng nói là con nít ba tuổi, ngày đến đưa trẻ mới biết bò, người nhà nó cũng dám cho nghịch ở đây. đến tận lúc này, tôi vòng xuyến mới nhận ra là từ lúc nhỏ, hồng hồng đã luôn chăm sóc hắn, biết dùng cây đuôi lớn lòng nước mắt trên mặt cho hắn biệt hái quả dại cho hắn ăn còn biết vô nhẹ cây đuôi lên lưng hắn khi hắn cười to vui sướng cảnh tượng trước mắt này hình như đang dần trùng khít lên chi nhớ lang máng trong đầu hắn nhìn mọi thứ chung quanh dù biết rõ nó không phải thật nhưng hốc mắt vẫn không nhịn được hoe đỏ hình như tô vong xuyên bé nhỏ đã chơi chán rồi Thế là bước nhức bước chân liêu siêu chậm rãi trở về nhà Xong về cũng không đàng hoàng Về thẳng Mà dòng đường còn đi chọc chó gẹo mèo Hai hoa ngắt cỏ Thật sự nghịch hết sức Dù vậy lại vẫn nghe lời hồng hồng Cái đuôi đập khẽ vào người Đã lập tức ngoan ngoãn trở lại Tuy rằng chẳng ngoan bao lâu Đã vội chứng nào tật nấy Lúc tới gần vườn rau Thấy cà chua căng mọng lại không kìm được lòng đưa tay ra hái tô vong xuyên trông mà không dám nhìn thẳng nhưng đúng lúc ấy một con rắn chẳng biết từ đâu chui ra bông nhanh như chớp lao thẳng tới cơ thể đứa bé không cho một ai cơ hội phản kháng một con rắn đầu hình tam giác dẹp màu sắc sặc sỡ tô vong xuyên đứng bên nhìn thấy không nhìn được la lớn cẩn thận nhờ lời hắn nói chẳng ai nghe thấy còn rắn kia bay xuyên qua cơ thể hư vô của hắn Cắn thẳng lên chỗ cánh tay của đứa trẻ Hồng hồng đứng bên sù lông dựng đứng Nòm hệt như gai nhọn Nhưng chưa kịp lao tới xe nát con rắn Nó đã thấy đứa trẻ mình trông coi từ bé đến lớn Co quắp ngã xuống đất Dù sao lúc ấy Tô Vong Xuyên cũng mới 3 tuổi Sức đề kháng không được bằng người lớn Đọc tính của con rắn kia Lại không tầm thường chưa tới chốc lát Đứa trẻ trên mặt đất đã tím tái cả người Trông như hấp hối sắp bỏ mạng Suy cho cùng Hồng Hồng vẫn chỉ là một con hồ ly Tuy đa khai linh trí Nhưng năng lực còn thấp Không bên các biện pháp cấp cứu đơn giản Lại càng không thể đi gọi người tới Mà Tô Vong Xuyên Mà thầy đã sắp không sống được thêm bao lâu Nó lo lắng quanh quẩn bên Tô Vong Xuyên Hoàng sợ phát ra những tiếng chi chi nhọn hoắt Nhưng chỉ trong lát sau Dù lòng đang nóng như lửa đốt Thì toàn suất co giật tay chân của đứa trẻ trước mắt Cũng dần chậm lại Trên cái mặt lông xù của nó Tỏa ra vẻ tuyệt vọng Động vật ra đời trong tự nhiên Trời sinh đã hiểu đây Không phải chuyển biến tốt Mà có nghĩa là Đã không còn thuốc cứu được tô vong xuyên nhìn cơ thể thằng bé ngã bẹp dí ra đất kia đột nhiên hiểu ra tại sao hồng hồng vẫn luôn ở cạnh mình lại bỗng im lặng biến mất không tầm tích mà bố mẹ hắn tại sao lại phải chạy suốt đêm từ thành phố trở về bằng mọi giá phải dẫn theo hắn chứ quả nhiên khi cơ thể tô vong xuyên dần lắng lại hồng hồng lại dùng sức lật ngược cơ thể hắn con hồ ly lông đỏ lúc này Trông đang giống như một con người Đôi mắt thật to Nhìn cơ thể tim tái của đứa trẻ Mà nhòe lệ Nhưng chỉ sau nháy mắt do dự Lập tức nó há miệng thật to Hai cây răng nành lấp lánh Tỏa sáng Cắn phập vào cổ đứa bé Cùng với âm thanh máu thịt rách ra Đuôi hồng hồng Mỗi lúc một vẫy nhanh hơn Càng lúc càng nhanh Trông hệt cái quạt lửa đang múa Chỉ chốc lát đã không thấy rõ hình dạng Trong những rung động dữ dội của cây đuôi Cảm nành nhọn hoắt của nó Đồn ngột kéo từ cổ tô vong xuyên Ra một bóng trắng hư ảo Bóng giang kia Thật sự quá yếu ớt Tô vong xuyên không thể trông thấy rõ Trông nó Như sắp tiêu tán giữa không trung Nhưng lúc này Đã không cần thấy rõ Đột nhiên tô vong xuyên hiểu ra Đó có lẽ chỉ là mệnh hồn của mình Mà Hà Thanh đang nhắc tới Hắn hà hốc mồm Bởi nói gì Nhưng cảnh vật trước mắt lại nhòe đi Đường mặt từ lúc nào Đã giàn rụa trên mặt Nhưng động tác của Hồng Hồng vẫn chưa dừng Sau khi bóng trắng kia biến mất Nó lại Căn thêm lần nữa vào vết thương Lần này đuôi nó Không còn rung nữa Mà dần cứng đờ Từ phần cuối đuôi trở lên khi hơi thở cuối cùng thoát ra Toàn thân nó Đã cứng trơ như đá Một cơn gió thổi tới Cỏ cây bên cạnh Chỉ lay nhẹ Nên cơ thể của nó Đã tan thành mây khói Hòa thành bụi bặm Bay tan tác khắp nơi Trên thế gian Đã không còn dấu vết của hồng hồng Tô Vong Xuyên ngồi trộm hỗn tại chỗ Khóc không thành tiếng Hóa ra Đây chính là nguyên nhân hồng hồng biến bất ư đây chính là nguyên nhân Hắn không thể nhớ được nó ư Nó đã bỏ ra tất cả mọi thứ cho hắn Lại hy vọng hắn Mãi được vui vẻ Không phải đeo gánh nặng trong lòng Trong những tiếng nghẹn ngào Kho mà khống chế của Tô Vong Xuyên Đôi trẻ trên mặt đất Bông mơ màng mở mắt nên mặt có vẻ u mê Tuy trên người còn tím tái vì độc tố Nhưng rõ ràng Vệt tim đó đã đang nhạt dần bà đằng xa Bỗng có tiếng bà ngoại dần chuyển tới Hết chương 15 Chương 16 Hoàn quyền Tô Vong Xuyên thức giấc Với đôi mắt ướt nhẹm Hoặc phải nói là tỉnh táo lại Hắn chớp chớp mắt Đồ mặt như con nước bao phủ Gương mặt cũng ướt đẫm Giờ tay lau còn ướt cả tay Trước mắt là gương mặt ân cần của đám Hà Thanh Hắn hít thở sâu một hơi Rồi mới gượng khống chế thần kinh Đang hỗn loạn Toàn lên tiếng Lại phát hiện giọng cứ run run Tôi ngủ bao lâu rồi Không bao lâu hết Bộ đan đàn bước lên trước Ánh mắt tuy có vẻ tò mò Nhưng không giấu được sự quan tâm Thật ra chỉ có một lát thôi Chưa tới hai phút nữa Nhưng không hiểu sao Cậu cứ khóc hoài Khóc hoài luôn đấy Cô nàng chỉ mơ khăn giấy bên cạnh Bảo tôi lo mắt cho cậu rồi Nhưng ngạn nỗi Khóc dữ quá nên Cuối cùng không lau nữa Vậy hả Tôi vòng xuyên muốn cười Nhưng gượng mãi vẫn không cười nổi Hà đến sắc trời Vẫn đen nhánh ngoài cửa sổ Lầm bẩm Vậy mà cứ tưởng rất lâu rồi chứ Cứ như là Số một đời mới vậy Hào hồng, hồng thế chỗ cho linh hồn đã chết đi của hắn Kéo dài tinh mạng hắn Còn bản thân lại im hơi lặng tiếng Biến mất trong đất trời Chỉ vì mong hắn trưởng thành Không buồn lo ai nấy Mà thậm chí Không tiếc xoa đi tất cả chi nhớ Liên quan tới mình Bởi chiều hôm đó Bà ngoại phát hiện hắn bị rắn cắn Đã kinh hoàng thế nào Hắn trông thấy rõ cả mà bố mẹ nghe tin chạy tới cuối cùng cũng hiểu được kiếm tiền là việc không bao giờ xong còn con trai thì chỉ có một đứa này nên khi nhìn thấy đứa con trai đang hấp hối bố mẹ hắn lập tức đưa ra quyết định bất kể thế nào cũng không thể bỏ mặc con trai ở quê hai bên cãi nhau gay gắt đứa con đang mơ màng nhưng lại biết rõ mọi chuyện kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán trong tình trạng độc tố đã lùi bớt Hai vợ chồng quyết định trở lại thành phố ngay trong đêm Mà Tô Vong Xuyên thì đã hoàn toàn quên mất Đam mây đỏ ấm áp như ngọn lửa từng bầu mạng bên mình Hắn hít thở sâu mây hơi, thả lòng tinh thần Bây giờ mới gian nan nhách môi nói với Hà Thanh Cảm ơn chị, đàn chị Cảm ơn mày nhé, Chấn Đạc Hắn nhìn khắp căn phòng nhỏ yên tĩnh Không định được vuốt lên mắt mình Cảm ơn mọi người Cuối cùng tôi cũng nhớ lại được Hồng hồng rồi Hắn nhắm hai mắt Hai tay vuốt vẻ bí mắt liên hồi Tôi chính là nó Nó chính là tôi Trước giờ chưa từng tách rời Bây giờ tôi Chỉ muốn cảm ơn trời xanh Vì đã cho mình Có một đôi mắt không thuộc về mình để tôi cảm nhận rõ đường đó Vẫn đang ở bên Chỉ là hậu di chứng có hơi lớn Hà Thành khó chịu trước cảm xúc trùng hẳn của hắn Cảm giác hồng hồng cũng không vui Nên lập tức chuyển ngay đề tài Tôi vòng xuyên ngẩn người Bây giờ mới nhớ ra trong trường học Còn một mớ hỗn độn chưa được dẹp yên Do dự chốc lát Cuối cùng hắn nói Tạm thời vẫn chưa có cách nào khống chế ánh mắt này của Hồng Hồng Nhưng tôi tin là Chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu Về sau Cô sẽ cố gắng khống chế mắt mình Để không khiến người khác bị dụ dỗ Còn về quyết định của nhà trường Nói thật lòng Xảy ra chuyện tới lần thứ ba Mới bị phạt Tin ra nhà trường đã bao dung lắm rồi Nói rồi Hắn còn cố cười đùa ra vẻ ung dung <laughs> Đằng nào cả ba cô cậu học sinh bị dụ dỗ Đều là vị thành niên hết mà Nhưng vừa dứt lời Triệu chân Đạt đã tự dưng bật cười Tô Vong Xuyên ngạc nhiên Như thằng bạn tốt Câu đùa của mình có buồn cười đến thế ư Đã thấy Triệu chân Đạt Nhìn mình với ánh mắt Hệt như nhìn kẻ ngốc Vong Xuyên Mày không cho là tao mất công mời Hà Thanh tới đây Chỉ để giúp mày tìm ra nguyên nhân thôi đấy chứ hà thanh cũng cười nhìn mớ bát đua chưa được thu dọn trên bàn lại trêu ghẹo mới một bữa cơm đương nhiên chỉ tìm nguyên nhân thôi chứ còn muốn giải quyết vấn đề này thế phải ba bữa nhận ra ý họ tôi vong xuyên bốc đứng người nhìn cả hai với vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hà thanh lại hít mắt hai con tay chụm lại thành hình hoa sen tinh xảo miệng lẩm bẩm gì dầm đan chu khẩu thần thổ ế trừ phân thiệt thần chính luân thông mệnh dưỡng thần một khước yêu linh niệm niệm triền thân bản mệnh dụng ngã khước tà vệ thần tâm thần đan nguyên lệnh ngã thông chân mệnh hồn giao triển giữ nhân vi thân cùng với tiếng ngân vang ra lò sưởi trong phòng thông thả thổi tới một cơn gió cơn gió này dịu dàng mà chậm rãi thong thả như nước gần không ngừng gột rửa trên người tô vong xuyên từng lần hình như có thứ gì vô hình đang chóc khỏi người hắn Pu đan đan đứng xem mê mẩn nếu không phải bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh thì có khi đã quỳ gối trước đôi bốt của hà thanh từ lâu sùng bái không để đâu cho hết mà bạn trai cô nàng lúc này thì Công Đa kệ luôn bạn gái Thậm chí không dám thở mạnh Vì sợ quê nhiễu quá trình thi pháp của Hà Thanh Chỉ có lục thiệu đan Là biểu hiện Vẫn tạm coi như bình tĩnh Dù gì cũng có chuyện lục minh hà làm đệm Tình cảnh đặc biệt này Cô đã từng được chứng kiến Ngay trong lúc mọi người Tập trung tinh thần quan sát Trên người tô vong xuyên Đã có những luồng khí màu xám nhạt Không ngừng tỏa ra Chậm chậm tiêu tan trong không khí Đây là... Tô Vong Xuyên lầm bầm Đây là cây gì? Hà Thanh nhẹ nhàng ngước mắt Khi thế trên người rất mạnh Khiến Tô Vong Xuyên nhịn không được cơn run dày Cảm xúc trở nên căng thẳng Bất giác Tô Vong Xuyên lại nghĩ Hồng hồng, sợ Hà Thanh này như vậy Thế thì, rốt cuộc chị ta mạnh đến cỡ nào? Đã lúc suy nghĩ miên man đang nghe hà thanh trả lời đây là yêu khí hồng hồng để lại sau khi hóa thành mệnh hồn của cậu tuy rằng rất ít Nếu sẽ gây ít trở ngại với cơ thể vì nghĩ cho an toàn của những người khác tôi nghĩ vẫn nên xua đi thì hơn chỉ là sau khi xua nó đi cậu sẽ không còn năng lực hút hồn con gái tùy ý nữa đâu cậu thấy thế nào đã xua hết rồi mới buồn hỏi Tô Vong Xuyên giờ khóc giờ cười Chị gái này Ta phòng làm việc đúng thật Không giống bình thường Thẳng thắn quá Hắn lắc đầu Chị cứ xua đi Em mong còn không hết ấy chứ Chứ nếu lỡ bất cần phạm sai lầm Lại phá hủy mấy mầm non đất nước nữa Thì nguy lắm Lúc này Nghi ngờ trong lòng hắn đã biến mất Chứ ngại tâm lý lại không còn ngang đầu nói vậy lập tức tỏa ra sự tự tin và sức sống ngời ngời của người trẻ em thích ai em sẽ tự dựa vào bản thân để theo đuổi hà thành cử động ngón tay lặng lẽ thu hết những linh lực đang bay đầy trời này lại lại lơ đánh ngó sang triệu chấn đạc và vu đan đan cậu nên cảm ơn triệu chấn đạc đàng hoàng nếu không nhờ cậu ta quen được cô bạn gái tốt chuyện của cậu có khi đến giờ cũng chưa đâu vào đâu đâu. Sau nữa, nói rồi, là chỉ sang Lục Thiệu Đan. Chuyện trong trường học, người đẹp này sẽ giúp cậu. Nên ấy à, phải nhớ mời bọn tôi ăn cơm đấy nha. Kết thúc quyển thứ 23. Quyển 24 có tên Con nhà người ta. Cụ thể sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào.